mùa hè năm 2016, sau khi hoàn thành bằng cử nhân kinh doanh quốc tế tại Đại học Aalto Phần Lan, mình đứng trước 3 lựa chọn. Đầu tiên là học tiếp tại châu Âu. Tiếp theo là về nước và làm việc tại một công ty lớn nào đó. Và cuối cùng là về nước và khởi nghiệp ngay lập tức. Trong suốt quá trình học tại Phần Lan và Úc, mình đã ấp ủ ý tưởng về nước làm một cái gì đó có ích cho xã hội. Mong muốn này, cộng thêm việc tiếp xúc và học tập cùng các bạn nước ngoài, cảm thấy họ có phần vượt trội so với người trẻ Việt Nam về kiến thức hay nền tảng khả năng tư duy phản biện, sáng tạo. Khiến mình dần định hướng ý tưởng về một không gian mạng, nơi mọi người có thể chia sẻ quan điểm, kiến thức và học hỏi lẫn nhau để cùng tiến bộ. Mình tin rằng có rất nhiều người Việt Nam thông minh, tài giỏi nhưng họ vẫn chưa có một nơi để tập hợp lại và cùng nhau kết nối, học hỏi. Giống như ở nước ngoài đã có Reddit, Medium và Quora, tại sao ở Việt Nam lại không thể có một không gian tương tự? Trong 3 lựa chọn trên, dễ thấy số 1 là an toàn nhất, số 2 thì hợp lý cả về ngắn hạn lẫn dài hạn, còn số 3 thì là lựa chọn của mình. Xét một cách công bằng, đây là lựa chọn tiềm ẩn khá nhiều khả năng rủi ro. Vì lúc đó, sau 3 năm học tập ở nước ngoài, ngoài liều ra mình gần như là chẳng còn gì khác, không tài chính, không kinh nghiệm, không mối quan hệ ở Việt Nam. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ý tưởng khởi nghiệp thời đó nay đã thành hiện thực. Cũng may mắn mà mình được ngồi đây, chia sẻ với các bạn thông qua kênh YouTube mang tên Spider Room. Nhân tiện, video này được thực hiện bằng bài viết của CEO Việt Anh Trần trong sách Người trong một nghề, ngành kinh tế có gì. Đây là đầu sách hướng nghiệp hàng đầu về ngành kinh tế tại Việt Nam, link mua ở dưới phần mô tả nhé. Được rồi, chúng ta cùng quay trở lại câu chuyện của mình nào. Nhớ khi đó, mình khởi nghiệp với sự tự tin, nhiệt huyết của một nhà sáng lập trẻ và sự ngây thơ của một sinh viên mới ra trường, chưa có gì trong tay ngoài một tấm bằng xuất sắc còn chưa ráo mực. Và đến thời điểm hiện tại, mình rất may mắn còn giữ được sự tự tin, nhiệt huyết năm nào và vẫn tiếp tục phát triển Spider Room trên con đường đã định. Cơ duyên này còn tồn tại, có lẽ một phần bởi sự ngây thơ đã dần được thế chỗ bằng tư duy thực tế hơn sau không biết bao nhiêu lần vỡ mộng vì sự khắc nghiệt của đời làm startup. Và một phần nữa nhờ vào những kiến thức và kỹ năng mình từng học được trên giảng đường những năm tháng ở nước ngoài. Thuở sơ khai, Spider Room là một trong 2 dự án thuộc một công ty khởi nghiệp được thành lập tại Hà Nội, sau khi nhận khoản vốn đầu tư thiên thần từ một nhà đầu tư cá nhân. Thời điểm đó vì thiếu kinh nghiệm và không hiểu thị trường, mình suy nghĩ rất đơn giản. Cứ xây dựng một website với đầy đủ tính năng chia sẻ thảo luận, sau đó đầu tư làm trước một vài nội dung mẫu và chạy quảng cáo cho các nội dung này. Tự khắc, Spider Room sẽ thu hút người dùng và nhanh chóng phát triển. Khi cộng đồng đủ lớn, bọn mình có thể kiếm tiền bằng cách bán quảng cáo và nhiều cách khác. Kết quả là sau đó, không có sau đó. Spider Room phiên bản đầu ra thị trường chẳng có mấy ai thèm sử dụng. Team thì chẳng có định hướng hay là chiến lược gì. Mình học được bài học đầu tiên. Đừng tưởng khi khởi nghiệp. Thật vậy, khi đó mọi giả định dựa trên kiến thức học tập nhưng hoàn toàn không dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình gần như là đã sai bét. Nội dung mình và team tưởng như là hấp dẫn hóa ra lại không thu hút người xem và tính năng tưởng như là cần thiết hóa ra lại là thứ người dùng không thèm động tới. Thậm chí là trong nhiều trường hợp còn không biết là nó tồn tại luôn. Team mình dành rất nhiều thời gian tranh cãi ngay trong cuộc họp tưởng như là chuyên nghiệp và hiệu quả. Nhưng thực chất chẳng dẫn tới đâu vì mọi giả định đều dựa trên cảm nhận cá nhân của các thành viên chứ không hề có số liệu, phản hồi thực, phân tích từ khách hàng. Tụi mình dành quá nhiều thời gian và tiền bạc để tỏ ra chuyên nghiệp, trong khi chưa biết đặt thứ tự ưu tiên để tối ưu nguồn lực ở trong tay. Những thứ phù phiếm như là danh xưng, văn phòng xịn, thiết bị chuyên nghiệp không tăng khả năng thành công, thậm chí còn khiến cho bạn bị mất tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất, xây dựng sản phẩm thỏa mãn được nhu cầu thị trường. Đó là lúc mình nhận ra bản thân còn quá nhiều kiến thức và kỹ năng cần phải học. Khác với lúc mới ra trường, khi ý tưởng giống như là một yếu tố thiêng liêng quyết định thành bại. Lúc này, mình lại quan niệm rằng ý tưởng thì không bằng thực thi. Và từ đó, team cũng bắt đầu quá trình học hỏi, thử nghiệm liên tục để nâng cao khả năng thực hiện, bắt đầu công việc đóng tạm Spider Room để đầu tư phiên bản mới với mục tiêu và định hướng rõ ràng hơn. Spider Room phiên bản 2.0 ra đời vào giữa năm 2016 với giao diện hoàn toàn mới, tính năng gọn hơn, tập trung vào trải nghiệm viết và đọc bài để thu hút người dùng cụ thể, những người đam mê viết lách, chia sẻ và trao đổi quan điểm, kiến thức.
Mình cùng team chủ động đi kết nối và tìm hiểu nhu cầu của các cộng đồng chia sẻ kiến thức hiện đang hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau để tìm ra những nhu cầu cụ thể và thuyết phục họ đồng hành cùng Spider Room trong giai đoạn này. Thay đổi lớn nhất trong tư duy của team so với trước đó là tụi mình đã biết nghiêm túc tìm hiểu những gì người dùng muốn và cải thiện sản phẩm để phục vụ họ, thay vì khăng khăng tin tưởng vào cảm nhận cá nhân và để cái tôi dẫn dắt hành động. Kết quả của những thay đổi đó là Spider Room dần được thị trường chấp nhận và bắt đầu có những thành viên tâm huyết đầu tiên từ những cộng đồng thú vị ở trên Facebook lúc bấy giờ như là Cyan2vn, Dota2vn, v.v. Một năm sau đó, chứng kiến sự tăng trưởng liên tục của Spider Room về số lượng người dùng và số lượng bài viết được đóng góp bởi hàng ngàn tác giả Việt Nam trên khắp đất nước và cả nước ngoài. Nhưng chớ trêu thay, đây lại là lúc mình học được bài học lớn tiếp theo kể từ khi mình bắt đầu khởi nghiệp. Đừng mơ xa nếu không có định hướng kinh doanh rõ ràng. Khi đó Spider Room có người dùng, có người đọc, có rất nhiều nội dung nhưng hoàn toàn không có cách nào để kinh doanh từ những tài nguyên này. Là một sinh viên tốt nghiệp ngành kinh doanh, lẽ ra mình phải hiểu được điều này sớm hơn và bớt ngây thơ hơn. Thế nhưng một lần nữa, sự thiếu kinh nghiệm khiến mình uổng phí và không vận dụng được những kiến thức từng học đúng lúc đúng chỗ. May mắn là Spider Room team lúc đó cũng toàn thành phần lì lợm, thay vì than thân trách phận về những thứ không thể thay đổi. Tụi mình lại tiếp tục lao vào học hỏi, thử nghiệm các cách khác nhau để sinh tồn. Gặp gỡ rất nhiều chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm, xin ý kiến của họ về hướng kinh doanh với cộng đồng lúc bấy giờ. Đồng thời, gặp gỡ nhiều nhà đầu tư để trình bày ý tưởng và kêu gọi vốn tiếp tục phát triển. Song song với đó, với những ý tưởng khả thi, Spider Room team đều bắt tay và thực hiện. Trong đó, điều đáng kể nhất có lẽ là khi tụi mình quyết định dựa trên thương hiệu của Spider Room để xây dựng một team chăm chỉ viết bài trong vòng hơn nửa năm cho các trang báo điện tử và doanh nghiệp. Động lực này một phần đến từ việc sản phẩm vẫn tăng trưởng, phát triển và được cộng đồng yêu quý. Một phần khác đến từ cá tính của mỗi thành viên, đều là những người không dễ dàng bỏ cuộc. Team dần dần thu gọn lại sau khi một vài thành viên phải rời đi để lựa chọn những con đường riêng ổn định hơn. Nhưng điều gì đến thì cũng phải đến, những thành viên cốt cán nhất của Spider Room lúc bấy giờ cuối cùng cũng phải tách nhau để đi làm full time ở các môi trường khác nhau, tạm gác lại giấc mơ đang dang dở vào khoảng giữa năm 2017. Khi đó, không phải mô hình viết thuê của tụi mình không kiếm ra tiền, cũng không phải là không có những đề xuất hỗ trợ và đầu tư từ bên ngoài. Nhưng team vẫn quyết định bỏ qua, đơn giản bởi vì cảm thấy sản phẩm chưa đủ chín. Mô hình kinh doanh lúc bấy giờ cũng không thực sự khớp với cả định hướng lâu dài. Cụ thể, Spider Room vẫn cần một lượng người dùng và nội dung lớn hơn, cần tiếp cận được nhiều người hơn. Trong khi đó, việc viết bài mang tính thương mại cho các doanh nghiệp hoặc là báo điện tử lại không giúp cho Spider Room thu hút được thêm các cây viết có khả năng viết bài chia sẻ kiến thức chuyên sâu và có đầu tư ở trên website. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khả năng cao là tụi mình sẽ phát triển hai hướng kinh doanh khác nhau về bản chất, từ đó mất tập trung khỏi định hướng chính ban đầu. Mặt khác, tụi mình cũng đồng ý với nhau rằng mỗi thành viên cần tu luyện thêm chuyên môn, nghiệp vụ, nên việc đi làm và trải nghiệm trong các môi trường chuyên nghiệp khác là điều cần thiết. Giống như là tình yêu đôi khi cần khoảng cách, Spider Room team khi đó cũng cần quyết định tạm rời xa đứa con tinh thần, chấp nhận rủi ro có thể tan vỡ để có thể có được cái nhìn khách quan và rõ ràng chỉ con đường sắp tới. May mắn thay, đó là quyết định đúng đắn. Sau hơn một năm thử thách mà anh em startup hay gọi vui với nhau là chân trong chân ngoài, tụi mình không những không tan đàn sẻ nghé mà còn chứng kiến Spider Room tăng trưởng gần như gấp đôi ở tất cả các thông số, như là số lượng người dùng, bài viết, lưu lượng truy cập, v.v. Đó là kết quả cho những nỗ lực suốt thời gian trước đó khi các thành viên của Spider Room team dù làm việc toàn thời gian ở các công ty khác nhau, nhưng vẫn dành thời gian gặp gỡ, họp hành và phát triển website đều đặn. Tụi mình vẫn phát triển những tính năng mới, suy nghĩ và thảo luận về mô hình kinh doanh phù hợp và thường xuyên tổ chức các hoạt động, sự kiện offline phát triển cộng đồng. Ý tưởng về một cuộc tái ngộ vẫn luôn nhen nhóm ở trong đầu nhóm sáng lập. Rút kinh nghiệm, lần này tụi mình cân nhắc thật kỹ, đồng thời tìm ra định hướng rõ ràng về mặt tài chính và phát triển sản phẩm trước khi bỏ công việc hiện tại để tránh đi vào vết xe đổ trước đó. Và đó là khi mô hình làm sách dần được định hình vì hai lý do sau đây. Đầu tiên là sách có thể tạo ra lợi nhuận để Spider Room tiếp tục vận hành và hướng tới các mục tiêu phát triển xa hơn. Thứ hai là vun đắp cho mục tiêu lâu dài của Spider Room, xây dựng cộng đồng viết đông đảo và chất lượng nhất Việt Nam.
Xa hơn là mang những nội dung chất lượng do người Việt sáng tạo đến với cả bạn bè của quốc tế. Kể từ đó tới nay, với định hướng này, Spider Room đang dần trở nên vững vàng hơn sau khi một số đầu sách, website và cả hệ thống Facebook, YouTube của công ty từng bước ghi dấu những ấn tượng ở trong cộng đồng. Thế nhưng, phía sau những kết quả đó vẫn còn vô số những đặc sản của startup như là căng thẳng, mệt mỏi, hoài nghi, những yếu tố khiến cho cảm xúc và trí tuệ của mình và team liên tục bị thử thách. Suốt năm 2019, sau khi quyết định bỏ việc để quay về phát triển Spider Room toàn thời gian, không ít lần mình rơi vào hoàn cảnh không một xu dính túi sau khi trả lương cho team. Cũng có khi tuyệt vọng với cả tính toán của bản thân đến mức phải viết bài trên Spider Room chia sẻ với cộng đồng và tự động viên chính mình là không được bỏ cuộc. Mình vẫn nhớ như in, sau bài viết đó, rất nhiều anh em, người dùng thân thiết đã bình luận, inbox động viên, thậm chí là ủng hộ tiền cho team. Đơn giản là vì họ yêu quý và không muốn một cộng đồng thú vị như Spider Room phải chết. Chính những tâm huyết này của mọi người, một lần nữa lại tiếp thêm sức mạnh để mình không chấp nhận bỏ cuộc. Trên thực tế, những tính toán của mình về doanh thu, chi phí, lợi nhuận dựa trên kiến thức học được ở trường cho thấy Spider Room vẫn đi đúng hướng. Vấn đề duy nhất chỉ là thực tế đôi khi khắc nghiệt hơn rất nhiều so với lý thuyết và dự tính về dòng tiền của mình vẫn có độ vênh nhất định so với những gì vẫn diễn ra. Đã có những lúc mình phải thực sự chi tiền túi ra để trả lương cho anh em. Dẫu vậy, mình không bao giờ hối tiếc vì đã bắt đầu, vật lộn và không từ bỏ trên hành trình này. Hành trình mở ra những cơ hội đặc biệt, những mối quan hệ quý giá và những thử thách khiến cho bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày. Vậy học kinh tế giúp ích được gì khi khởi nghiệp? Đầu tiên, làm chủ doanh nghiệp cần rất nhiều kỹ năng và mình rất may mắn là được trang bị những kỹ năng này ngay từ trên giảng đường đại học. Đầu tiên, bạn cần có hiểu biết về nền kinh tế để dự đoán và tìm ra được những thị trường có thể phát triển nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Tiếp theo, bạn cũng cần hiểu cơ bản về các nghiệp vụ như là marketing, sales để tìm được cách nghiên cứu nhu cầu, phát triển và đưa sản phẩm ra thị trường với ngân sách và nguồn lực hạn chế. Tiếp theo là bạn cần hiểu cơ bản về tài chính kế toán, pháp lý, quản trị, v.v. để vận hành một doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Bởi vì mình học ở nước ngoài còn thiếu sót trong việc hiểu biết về pháp luật Việt Nam, nên là giai đoạn đầu không ít lần mình phải đi đóng phạt vào ngân sách nhà nước vì nộp chậm tờ khai thuế doanh nghiệp. Nên nhớ rằng, bạn không phải cần giỏi tới mức có thể làm tất cả mọi việc, vì thực tế, không có ai đủ siêu nhân để làm điều đó. Và nếu có, thì đó cũng không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Bạn sẽ cần kiến thức đa dạng và tư duy mở để có thể giao tiếp và làm việc hiệu quả với những người đồng đội. Trong nhiều trường hợp, họ sẽ giỏi hơn bạn ở từng lĩnh vực cụ thể và đảm bảo việc vận hành được trơn tru. Thứ hai, học kinh tế giúp mình có được kỹ năng giải quyết vấn đề, gắn kết với đội nhóm và quan trọng nhất là kỹ năng tự học. Khi làm startup, bạn chắc chắn là phải liên tục đối mặt với những điều mới mẻ. Và khi đó, kỹ năng tự học chính là yếu tố quyết định bạn có thể sống sót được hay là không. Việc làm quen với sự bất định và phức tạp của môi trường kinh doanh từ trong ghế của nhà trường, thông qua các bài học, case study hay chia sẻ của giảng viên sẽ giúp cho bạn sở hữu những lợi thế nhất định khi va chạm và phản ứng nhanh ở trong thực tế. Bản thân với Spider Room cũng vậy. Để giao tiếp tốt và hiểu anh em lập trình, mình đã từng dành thời gian để ngồi tự học code HTML, CSS và tự tay sửa những lỗi nhỏ trên giao diện Spider Room. Hồi đó thì cũng pull code, commit code như ai, vui cực kỳ. Nhưng đương nhiên là không phải mình học để trở thành một lập trình viên hay là tranh việc với cả anh em. Mình trang bị thêm cho bản thân những trải nghiệm thực tế là để thấu hiểu phần nào cách thức giải quyết vấn đề của team kỹ thuật. Từ đó có thể nói chung ngôn ngữ và làm việc hiệu quả hơn với cả mọi người. Thứ ba, học kinh tế giúp mình có khả năng tổng hợp thông tin và đưa ra quyết định. Làm chủ doanh nghiệp đồng nghĩa với việc bạn luôn phải đứng trước nhiều quyết định từ nhỏ đến lớn, liên quan đến rất nhiều người, từ nhân viên cho tới khách hàng, thậm chí là cả những cá nhân, những tổ chức tưởng như là không liên quan đến mình. Trong hầu hết các trường hợp, lượng thông tin để đưa ra quyết định thường không đầy đủ, và việc của bạn là tự tổng hợp thêm từ bất cứ nguồn nào có thể, từ kinh nghiệm cá nhân, kiến thức sách vở đến kinh nghiệm của người khác, hay cả trực giác của bản thân. Vậy thì rốt cuộc là tôi có nên khởi nghiệp hay là không? Thay cho kết thúc, mình sẽ thử trả lời câu hỏi kinh điển mà rất nhiều người, từ những người bạn học cấp 3, sinh viên, cho tới những anh chị chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm vẫn thường xuyên thắc mắc. Câu trả lời rất tiếc là không,
nếu như bạn không có sẵn hoặc là được trang bị những yếu tố sau. Đầu tiên là sự lì lợm. Cuộc đời sẽ quăng quật và xô ngã bạn liên tục. Và điều đáng sợ nhất là bạn không thể chắc chắn rằng việc đứng lên hay là chấp nhận thất bại là điều đúng đắn nên làm. Khoảng cách giữa kiên định và cố chấp đôi khi là hết sức mong manh. Vấn đề thứ hai, đấy là tài chính. Mark Zuckerberg từng nói một câu khiến mình rất tâm đắc. Nếu như tôi vừa phải lớn lên, vừa phải cáng đáng gia đình, thay vì được dành thời gian riêng để lập trình, nếu như tôi không yên tâm rằng nếu cả Facebook có thất bại thì tôi vẫn sẽ sống ổn. Tôi sẽ không đứng được ở đây giờ phút này. Với mình và team Spider Room cũng vậy. Dù gia đình không khá giả, nhưng một phần lớn lý do khiến tụi mình dám theo đuổi và sống chết với cả Spider Room là vì tất cả biết chắc rằng nếu có thất bại, tụi mình vẫn sẽ có cơm ăn, có nhà ở vì gia đình luôn ủng hộ. Nếu như bạn không có được may mắn này, hãy bình tĩnh xây dựng cho mình một nền tảng thật chắc chắn. Thứ ba là một tầm nhìn đủ lớn. Nếu bạn không có đam mê và muốn thay đổi một điều gì đó tới mức cháy bỏng, đừng làm startup. Với mình, làm startup là xây dựng những thứ lớn hơn chính bản thân. Vậy nên sẽ có nhiều lúc, tầm nhìn của bạn là thứ duy nhất kết nối và thuyết phục người khác. Nếu bạn không cháy và tập trung, ai sẽ tin tưởng để ở đó cháy cùng bạn? Ngược lại, nếu bạn tự tin rằng bản thân mình đã thỏa mãn được tất cả những gạch đầu dòng kể trên, mình chúc bạn sớm thành công trên con đường sắp tới. Và biết đâu, chúng ta sẽ sớm gặp nhau ở trên con đường khó khăn nhưng cũng đầy thú vị này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like, share và subscribe. Cũng như là mua sách Người Trong Một Nghề, Ngành Kinh Tế Có Gì để ủng hộ chúng mình nhé. Mình là Pinkdot, xin chào và hẹn gặp lại.